Chuyển sang các thông tin về thị trường hàng hóa, kết thúc ngày giao dịch hôm qua, 18 8 tháng 8, thị trường hàng hóa diễn biến trái chiều với sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá. Tuy nhiên, lực bán chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MSCI Index tiếp tục suy yếu 0,25% xuống 2.277 điểm. Giá trị giao dịch toàn sở đạt trên 3.350 tỷ đồng. Chốt ngày thì toàn bộ 10 mặt hàng kim loại đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc và giá bạch kim đều giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng với mức giảm lần lượt là 3,83% và 2,62%. MXV cho biết việc đồng đô la Mỹ duy trì đà tăng đã tiếp tục gây sức ép tới nhóm kim loại quý trong ngày hôm qua do chi phí giao dịch trở nên đắt đỏ hơn. Đối với nhóm kim loại cơ bản, mặt hàng nguyên liệu quan trọng là đồng thì ghi nhận mức giảm 1,79% xuống 8.303,7 đô la một tấn. Bên cạnh đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sở Singapore cũng đã giảm 0,74%. Trên thị trường nội địa, sáng vào ngày 9 tháng 8, nhiều doanh nghiệp thép trong nước đã tiếp tục điều chỉnh giảm giá thép xây dựng nội địa sau gần 3 tuần đi ngang. Cụ thể, tại phía Bắc, Giá thép thanh vằn D10CB300 được điều chỉnh giảm khoảng 100 đồng 1 kg, giao động quanh mốc 13.790 đồng 1 kg, ghi nhận lần giảm giá thứ 15 liên tiếp kể từ tháng 4.